Đối tượng được chọn để thực hành thiền tâm từ, tính cả bản thân có được hưởng phước báo hay không, hay lợi ích gì không? Thứ nhất, mình là người thực hành thiền tâm từ thì mình là người có lợi ích. Còn người khác có lợi ích hay không á, thì tùy thuộc vào cái năng lực tâm từ của mình nó có bao nhiêu. Giống như bây giờ mình chỉ có một cái chung nước, thì cái chung đó mình chỉ vừa đủ mình uống thôi, thì mình đỡ khát. Nó không đủ để mình chia sẻ cho người khác. Khi nào mà mình có nhiều nước hơn thì mình có thể chia sẻ cho người khác, và người khác sẽ nhận được cái nước đó. Tâm từ cũng vậy. Khi mà tâm từ của chúng ta quá yếu thì chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được sự mát mẻ của tâm từ. Còn người xung quanh họ không cảm nhận được. Khi tâm từ của chúng ta mạnh hơn một tí thì cái người mà chúng ta đối diện họ sẽ cảm nhận được tâm từ của mình. Ví dụ như khi mà họ đến, họ gặp mình, nói chuyện với mình và mình rải tâm từ đến với họ thì họ có thể cảm nhận được. Nhưng sự cảm nhận ở đây nó chỉ đơn giản là họ cảm thấy mình trở nên dễ thương, dễ mến, dễ gần. Chứ họ không phải là thấy giống như là mắt rượi, mắt lạnh thì không có chuyện đó. Tại vì cái năng lực tâm từ của mình nó vẫn còn rất là nhẹ. Còn khi mà năng lực tâm từ của mình mạnh hơn thì nó giống như trường hợp quý vị đi thăm một số vị trưởng lão, đi đến quý vị cảm thấy nó an lạc, nó an lành, nó mát mẻ, mà mình chỉ cần, mình chỉ muốn ngồi gần vị đó thôi, không cần nghe pháp, không cần làm gì hết, chỉ cần ở gần vị đó là mình đã cảm thấy mát mẻ rồi. Thì đó là khi năng lực tâm từ của vị đó nó trở nên mạnh hơn thì mình mới có cái sự cảm nhận nó thực thể. Chứ còn bình thường thì chưa, là do cái tâm từ mình còn non kém. Còn quý vị hỏi có lợi ích gì hay không thì đó, khi mình rải tâm từ đến người khác thì người khác cảm nhận được sự mát mẻ, họ cảm thấy an lạc, cảm thấy mát mẻ, thì đó là lợi ích của họ. Còn lợi ích lớn nhất là do mình là người thực hành rải tâm từ.